mình đã cố. Mây bay bao năm tưởng mình đã quên, nhưng vừa bay đi một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mang buồn, 10 năm cách biệt mòn lòng bơ ngơ. Quên đi, mộng buồn mấy lâu. Ôi em yêu ơi, một trời thương nhớ. Người bên kia có còn mặt buồn, 10 năm cách biệt tình đánh quên lãng. Quên bao câu yêu thương ta trao cho nhau. Em ơi bên đây vẫn còn nhung nhớ, anh đi bên kia sẽ còn mong đợi. Hello, xin chào. Ui giời ơi, hôm nay ngày cũng hên quá mà được còn trời nắng lên mới vừa. Mấy bạn biết không, trời bên trong Bắc Cali này sáng thì mưa, chiều thì hả cũng mưa. Mấy hôm nay đỡ quá trời, nó đỡ nó không có bị mưa. Hello Trường Thái. Mình nói cái buồn cười lắm các bạn. Buồn cười lắm nha. Tôi nói buồn cười không? Cái hãng Việt Nam Airlines, đúng không? Mở cái buổi tiệc. Việt Nam Airlines mở buổi tiệc. Thì những thằng xấu má, cái đám nó nhục nhã. Tự chưa bao giờ mà được ăn đồ ngon mà. Tuần vừa rồi có một bữa tiệc rất là lớn, người ta giao lưu hãng Việt Nam Airlines mở tiệc. Mày đi bám theo cộng sản mày đi ăn. Tôi hỏi bà con nè, cái Việt Nam Airlines á mở ra cho cái cộng đồng người Việt mình để thuận tiện. Có nhiều người á, họ đi về Việt Nam ở bên này là họ sống bên này rất là lâu, thì họ không biết tiếng Mỹ. Họ đi về Việt Nam họ lộng cộng, nào là họ phải đi hãng của Chinese Airlines, hãng của đài hàng Hàn Quốc tùm lum hết. Thì giờ Việt Nam mình nó có điều kiện, nó mở ra hãng bay cũng đi chê là hãng đồ má của cộng sản. Mà bây giờ tôi hỏi bà con nha, bây giờ người ta mở tiệc ra để cho khách Việt Nam Airlines vô ăn, chứ đâu có mời mấy thằng sọc ăn lâu ăn đã xong rồi vô chê chửi nhau đồ má nhục không. Bây giờ thằng này ấy, chửi là đồ má mày vô đi, mày ăn đồ của cộng sản mở tiệc rồi mày đi. Ủa, người ta mở tiệc ra là người ta mời bất cứ ai vô thì cứ vô, à, đi tới nó dự tiệc thôi, chứ đâu phải cấm đoán nào là đủ của Việt Nam, Cộng Hòa hay là Cộng Hành đâu. Đồng ý không? Mình thấy cái tưởng cái thằng này á, nó lớn rồi. Mình không có, mình nói chuyện nha, mình chửi thì mình cảm thấy mình vượng cái miệng lắm á anh chị. Mình cảm thấy mình mất dạy lắm á. Nhưng mà mình thấy nó vô lý. Vô ăn nhà người ta rồi mở, người ta Việt Nam Airlines người ta mở cái tiệc ra tại thành phố Bắc Cali và tại San Francisco nè. Những thằng con miễn phí mà mua gì không ăn đúng không? Câu đó thì nói rất là chuẩn. Tại vì cả đời cái đám chó rồi nó sống ở Mỹ này á là chỉ biết ăn trầu ăn trực thôi. Đi qua Mỹ chịu lo đi làm là bộ á đâu này qua đâu kia quá. Đủ bây giờ Việt Nam Airlines người ta mở tiệc ra, tụi bay chui vô tụi bay ăn với đồ cộng sản đâu có xếp búa đập đầu trên chiếc mẹ tụi bay vô chỗ đó ăn đâu. Chào dân đời mà nó chửi chào là cộng sản đi cộng sản nội. Mọi người đồng ý với tôi không? Nhưng mà cái là tôi thấy buồn cười quá, ăn nó đã vô rồi về chửi không biết nhục. Tôi tới tao chỉ có bốc phé với thằng tụi bay thôi, tại vì tụi bay đủ mà biểu tao là cộng sản, tao đéo phải cộng sản, tao đã nói rồi tao đéo phải cộng sản. Nhưng mà tại vì tụi bay đưa lên những cái chuyện sao tự tụi bay móc với nhau thôi, tụi bay khịa nhau ba cái chuyện nào bây giờ chỉ thằng này là cộng sản kia cộng sản. Ủa tiệc của Việt Nam Airlines mà cái chuyện là cái tiệc đó người ta mở ra cho cộng đồng người Việt Nam, cho những người khách người ta tới mày muốn vô mày không vô thôi ăn thua gì đâu. Mà cộng sản đâu có xách búa hay là cái việc hãng Việt Nam Airlines xách cái búa đập bên đầu tụi bay nè, tụi bay vô đây đụng qua được trở thành cộng sản đâu. Bây giờ về ăn cho đã vô, đụng đói rồi đụng ăn cho đã vô, giờ chửi
mày cộng sản nha, mày đi dự tiệc cộng sản, mày cộng sản đi dự tiệc sao nhìn nhục không, nhục không? Bây giờ tao thấy gì á, tao đụng mà tao thấy gì tao khịa, tao chửi tụi bay thôi à. Chứ tao đéo cần phải là cộng sản, tao là ở bên Mỹ thôi mà. Tao quốc tịch Mỹ mà, tao đâu phải cộng sản đâu, tao đâu có thể là Việt Kiều yêu nước đâu. Chưa bao giờ tao biểu lộ John McBride này là người Việt Kiều yêu nước, không bao giờ. Yêu gì không? Yêu đô la thôi, chứ biết yêu gì đó. Tao dân nhân, tao là người dân nhân ở bên Mỹ, tao là chị đồng, tao lên đây chửi tụi bay á, là tao đang trên đường, em chào chị Lợi Nguyễn, là tao đang trên đường tao đi từ điểm đi về, từ cái nhà, từ chỗ đi làm dồn, giống như tụi bay lên đây mở like vậy. Nhưng mà thằng John này á, nam nhi đại trượng phu, một điều tao chỉ nói một điều một, cho Mỹ con, ok. Nhưng mà cái chưa bao giờ tao nói xấu đất nước Việt Nam. Lý do tại sao là có cái hãng Việt Nam Airlines, cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất nhiều. Cái đó là cộng đồng người Việt ở hải ngoại rất nhiều, đặc biệt nhất là ở Mỹ này, 2 triệu dân. Mà trong khi đó vẫn có những người không biết một xu, một 50 xu tiếng Mỹ nữa. Người ta cần, thì cái có nhiều khi người ta đi về Việt Nam, người ta không biết tiếng Mỹ, thì ta phải đi những hãng khác thì khó khăn. Thì Việt Nam có điều kiện, người ta mở cái hãng máy bay gọi là Vietnam Airlines lên, người ta mở tiệc, tao có kêu là đồ hế, sầu ngô kỹ với lại cao kỳ nhông là tụi bay vô đây ăn tiệc Vietnam Airlines đâu. Không có, người ta không hề người ta kêu tụi bay vô ăn. Người ta chỉ có gọi là, người ta muốn là lúc động vậy ban giao cho nó là hòa khí với nhau đều hết. Tụi bây giờ ăn đã, sao đã đời đồ vô số dầu cái về chửi nhau nói là ơi tụi mấy mày cộng sản nha, mà vô đó mày ăn tiền của cộng sản. Ủa cái hãng máy bay mà, cái hãng máy bay nó đâu có gì đâu, biết là cộng sản. Tụi tao nó thiệt á, tao không lên đây tao muốn lên đây tao chửi đâu. Thật tình tao không muốn lên đây chửi. Năm nay 55 tuổi rồi, chửi tục miệng mình nó thúi lắm. Nhưng mà cái tao phải chửi tụi chỉ đó, giống như chiếc xe VinFast cũng vậy nữa. Mắc chết mẹ luôn, 50 mấy 60 ngàn. Trời ơi, xe VinFast mà cho tao đi, tao không thèm chạy. Không phải cảm thấy đủ cái tiền đó là mình thấy mình mua một chiếc đó là đủ, mà cũng là xa xỉ rồi. Chứ tụi bay lên đây biểu là cho tao chiếc xe là không thèm chạy, đồ nó này nọ. Mình thấy nhục không? Nhục không? Nhưng mà cái á, mình làm cái gì cũng vậy. Nó thì bà con á, tôi không có phải là đủ cái thằng lũ ma gọi là Việt Kiều yêu nước hay là đủ mà tôi bưng bô cộng sản gì đâu. Nhưng mà tôi thấy cái trương tai gai mắt, cái chuyện á, mà đủ mà nó vô lý. Tụi nó đóng kịch, tụi nó đóng kịch đâu. Cái lá cờ, tôi nói nha, cái bên Mỹ này, tôi để tôi giải thích cho bà con nghe ở đây. Ở bên Mỹ này hay là tôi không biết ở Việt Nam sao. Nhưng mà những cái mà gọi là cái món đồ riêng tư của người ta đó, bất cứ tài sản riêng tư mà người khác đụng tới là phải có cái sự đồng ý của người chủ mới được quyền rờ tới. Và tài sản riêng tư của tao mà mày tới tới nhà người ta, đồ riêng tư của tao, của nhà người ta ra để trước nhà người ta, mày tới mày rờ vô, mày nó bắn cho mày chết mẹ mày. Những cái lá cờ giống như là nó la là bây giờ bất cứ ở trên nước Mỹ này á, có chỗ nào cái lá cờ đỏ sao vàng á, là tụi nó tới tịch thu xuống rồi tụi nó bỏ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó lên, nó đại diện. Tôi nói xin lỗi với đủ má tụi bay mở YouTube á, thì đủ má để câu view câu like làm cái đó, ok, tao không nói gì đâu. Chứ đừng lên đây nói là đủ má tụi bay đại diện, tao nói xin lỗi với đủ má mày. Tới những nhà người khác á, những thằng yếu bóng vía đó, nó thấy tụi bay sao lồn á, thì tụi nó không có muốn dính dáng nó chó nó hủi á, thì ok. Chứ đủ má tụi bay thử tới nhà tao, tao bắt ca ly á, nhà tao cái lá cờ đó là cái tài sản riêng tư của tao. Tụi bay ăn đạn, tao nói mà từ ăn đạn mà 9 ly tới 45 ly ấy, tụi bay nói tưởng bình thường lắm, đúng không? Là cái chiêu này chiêu nọ không à. Tụi bay thì giống như vậy, rất là cứ hở cái này là tụi bay lên đây là ra vẻ cao là phải hơn ai.
thân mình, mày không nhờ cộng sản năm 1975, mà từ sau 75, 77, 78, 79, bao nhiêu triệu người. Nếu mà không có cộng sản thì như thế nào? Việt Nam Cộng Hòa tụi bay làm được không? Hả? Bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu ngàn lính của tụi bay mà mậu thân á, đủ có bao nhiêu, chỉ có vài chục chiến sĩ thôi à. Người ta quốc tụi bay năm mậu thân nữa, tụi bay dục không? Đúng không? Mà năm mậu thân, cái đó chỉ có sánh nhẹ thôi. Mà trong khi đó là tụi bay đó là một rừng vũ khí tối tân. Nào tới năm 75, nếu mà không có đủ ma cộng sản nha, 80 mấy đủ mà môn mốt nó qua nó dập cho nó giết hết bao nhiêu người Việt, thì lúc đó không có cộng sản thì ai ra bà tụi bay làm được cái gì? Bởi vì đừng có bao giờ đủ ma mới nói cái nào đúng thì thôi. Nếu mà không có cộng sản đó thì hết rồi. Nếu mà không có cộng sản, thử yêu má tụi bay, thử tụi nghĩ đi, năm cái gì đó giờ Trường Sa đó, năm 74 đó, đó đó tụi bay súng ống đại bác rồi đó, Trung Quốc nó qua nó chiếm Trường Sa đó, rồi rốt cuộc sao tụi bay có làm được cái chuyện không? Nó cái gì nói cho nó chuẩn, lịch sử lúc nào vẫn còn, lịch sử lúc nào cũng vẫn còn. Những cái trang đó ta không coi những cái lịch sử của người Việt Nam đâu, ta coi những cái lịch sử là nào là chiến sự của người Nhật, người Pháp, người ta quay lại. Tao coi nghe bằng tiếng Mỹ, tao không nghe bằng tiếng Việt, nên tao hiểu gì những cái chuyện đó là chuyện sự thật. Đừng bao giờ mà lên đây làm cho quá khứ rồi. Có nhiều cái, những nhiều cái thằng nhóc mới lớn này có biết cái cụ má chiến tranh của mẹ gì đâu. Giống như thằng Trương Quốc Huy sinh năm 80 mấy, bây giờ mà đặt lên đây, ok mày giống như thằng Chí Phèo, thằng một cái thằng nghiện lên đây đủ má mở YouTube rồi chê bai về này nọ. Bất cứ thằng bước ra khỏi Việt Nam trong đường được 24 tiếng đồng hồ là chế à, là chế à. Chào lại tất cả mọi người nhé.